Xin chào các bạn miền thợ ống chuyên. Hôm nay mình nhận sớm chiếc sạc xem điện, hiện tượng là không có điện áp ra không ổn định. Cái đèn báo điện áp nhấp nháy, mình đo điện áp 5V thì nó dao động chưa được 2,5V nhé. Mình nhìn tham số trên biến áp thì khả năng đây là một chiếc sạc xe điện hệ AQ 48V. Nhưng cái này mình nghĩ nó là hàng thay thế thôi, không phải hàng chính hãng vì linh kiện nó không được nhiều. Và cũng may mắn là con này nó có vi điều khiển để điều khiển dòng sạc đổ ra nhé. Bây giờ mình sẽ tìm lỗi chi tiết cho nó. Cái mạch này quan sát bằng mắt có thể nhìn thấy con điện trở cảm biến dòng đổ ra nó bị cháy nhé, cháy đứt này. Nhìn hiện tượng này ấn tượng luôn. Cái cầu chì mà thay bằng dây đồng như này thì chắc chắn là sẽ bị hết chết nhiều nhé. Cầu chì thay bằng dây đồng thì đương nhiên là nó sẽ tải, nó sẽ xả vào con điện trở công suất này, con điện trở cảm biến dòng này, con này sẽ chết. Để mình tiếp tục mình tháo nó xem gì. Con này chắc là 0,15 mà, hoặc là 1,5 mà. Cái con điện trở cảm biến dòng của nó nguyên bản là 0,15 đấy. Mình không tìm được thì mình lấy cái 0,1 cộng với 0,05 ra 0,15 này. Thay vào xem như thế nào. Sau khi mình thay con điện trở cảm biến dòng thì ok rồi. Mình che lại cho bớt chói cái máy quay của mình. Bây giờ điện áp ra đang là 55V. Bình thường các sạc đều như thế cả. Khi nào có tải nó sẽ lên 59V nhé. Nên mình bắt đầu thử tải ở 1A này. Đấy, lên 59A rồi. Lên 59V, 58,3V nhé. Thế là đúng đấy. Cái đèn xanh khi nãy nó chuyển sang màu đỏ nhé. Còn một cái đèn đỏ này là đèn báo quạt thôi. Còn đèn này báo những trạng thái đầy của pin. Mình tăng cái tải điện tử lên này. 1,1 này, 1,2 này, 1,3 này, 1,4 này, 1,5 này, 1,6 này, 1,7 này, 1,8 này, 1,9 này. Nên 1,9 là nó cái mạch này bị ngắt điện áp ra nhé. Bình thường đối với các bộ nguồn khác ấy, thì khi cái tải dòng nó lớn lên thì nó sẽ giảm điện áp ra để nó giảm cái dòng nạp. Nhưng đối với cái mạch này thì là khi tải ra lớn thì nó ngắt nhé, và nó không giảm dòng, nó không giảm điện áp ra như một số khác. Con vi điều khiển ở đây nó không được thông minh lắm. Còn nguyên nhân của nó thì như nãy mình nói, nó bị chết con cảm biến dòng đầu ra. Còn đây là cái sơ đồ của nó. Bạn nào cần xem cái sơ đồ của cái mạch này thì xem phần này, mình giải thích qua sơ đồ của nó. Còn cái sơ đồ này nó chỉ áp dụng cho cái mạch này thôi nhé, mình vẽ lại này. Còn đối với những cái mạch khác thì sơ đồ sẽ có chức năng gần tương tự thôi. Còn các đi vào chi tiết nó đương nhiên nó sẽ khác nhau. Thì sơ đồ đối với một nguồn xung cơ bản nó sẽ có phần sơ cấp và phần thứ cấp cách ly nhau bằng và hai bước mát của nó cách ly nhau nhé. Thì phần sơ cấp của nó có con IC nguồn K3812, con này rất thông dụng thôi, nắp AC220 vào, chạy qua cầu diode này, có một con RT đây để giảm dòng nạp cho cái mạch này thôi. Chạy qua cầu diode ta thu được 300V lọc về một con tụ C1 này, 300V sẽ đóng qua biến áp nhờ một con MOSFET để tạo dao động ở đầu ra. Và ở trên này có một cụm điện trở tụ điện và diode để dập xung ngược cho cái cuộn làm việc chính của cái biến áp này. Và để con MOSFET đóng mở được thì nó sẽ sử dụng con IC nguồn K3842, thì xung ra sẽ kích vào chân G của con MOSFET. Và các bạn chú ý đối với cái mạch này, từ chân out của con K3842 này nó lao thẳng vào chân G của MOSFET, chỉ có một con điện trở 15 giờ, không hề có điện trở dập mát. Ví dụ như mình ở một cái sơ đồ khác, một cái sơ đồ khác này lúc nào có một con điện trở khóa tính cho con MOSFET nhé. Một số sơ đồ sẽ không có đâu, ví dụ sơ đồ thứ hai này cũng có này, nhưng đối với loại này nó không có con điện trở dập, điện trở khóa tính cho con MOSFET này là do nó đã thiết kế ở trong con K3842 rồi. Con 3842 ở mạch này và cái mạch vừa lấy mình mở đấy là không thay cho nhau đâu nhé. Thì nó khác nhau ở cái thiết kế bên trong, mặc dù cùng 3842. Và để bảo vệ con MOSFET này thì nó có một con cảm biến dòng là điện trở 0,22. Các bạn cứ tìm một con nào to to trên mạch nó sẽ có. Mình lười đang cắm điện này, mình nhổ ra đây. Nên điện trở cảm biến dòng sẽ đưa vào chân 3.
chân 8 của con 3842 có một điện áp chuẩn 5V, nó sẽ nối qua con đèn trở để cấp vào chân 4, chân RTCT này. Chân 4 thì luôn có một con đèn trở nối vào chân 8 và có một con tụ nối mát chân RTCT. Ba cảm bên dòng 2FB nối mát, 4 là chân com điều khiển hồi tiếp này. Tiếp qua con PC817 và con PC817 này nó sẽ nhận cái biết cái điện áp đầu ra nhá. Điện áp đầu ra là lấy từ cái cuộn tạo ra 58V đấy, cuộn tạo ra 58V này, lọc qua diode này, tụ này, qua một con diode nữa để đưa nạp cho quy. Đối với các mạch loại cao cấp hơn thì con diode này nó sẽ thay bằng con thyristor điều khiển đóng mở được. Nhưng đối với cái mạch này thì mạch hàng sơ cấp thôi, nó sử dụng diode. Và dòng chảy qua ắc quy sẽ qua một con điện trở cảm biến dòng nữa. Các bạn chú ý có hai con cảm biến dòng là con ở phần thứ cấp và con ở phần sơ cấp. Con phần sơ cấp để bảo vệ phần sơ cấp nhé. Con phần thứ cấp thì để bảo vệ cả cái mạch này luôn. Thì cái điện áp đầu ra ở trên dương ắc quy này đưa về cái cụm khuếch đại thuật toán của con LM324 sẽ có 4 bộ khuếch đại thuật toán, 1, 2, 3, 4 mình vẽ ra đây rồi. Điện áp VAU này đưa vào một bộ chân 123 và có một điện áp chuẩn là 2,5V đấy ở trên con TL431 nhé, tạo ra 2,5V điện áp chuẩn đưa vào một chân để so sánh với điện áp đầu ra, so sánh nó sẽ đưa về hồi tiếp qua PC817 nhé. Và cảm biến dòng là hai bộ khuếch đại thuật toán này thì một bộ trên là lấy ở điện áp ra đưa về để so sánh và một bộ dưới lấy ở cảm biến dòng đưa về so sánh. Như khi nãy thì cái bộ cảm biến dòng đây nó làm việc tốt và nó sẽ ngắt cái điện áp ra của cái mạch này. Và từ cảm biến dòng nữa cũng đưa về điều khiển quạt này. Cảm biến dòng nữa đưa về cái vi điều khiển này. Vi điều khiển thì nó sẽ điều khiển trạng thái đèn xanh đỏ này. Và nó cảm có một khả năng một phần điều khiển quạt nữa. Ở cụm này mình không biết có điều khiển quạt không. Ở đây cụm này. À, thế thì cái quạt nó không liên quan đến vi điều khiển đâu nhé. Vi điều khiển chỉ cảnh báo đèn xanh đỏ thôi. Còn cái quạt này nó sẽ khi có điện áp 12V thì có một đèn đỏ nó sáng là lăn theo điện áp cấp cho quạt đấy. Còn quạt quay hay không thì không liên quan đến đèn đỏ này nhé. Quạt quay nó liên quan đến cái đèn xanh đỏ ở đây nhé. Thì mình giải thích qua sơ đồ này thôi. Còn cái mạch này nó bị chết cái con điện trở cảm biến dòng đây, mình chưa hiểu lý do tại sao mà lại chết được. Vì như mình test lúc nãy là nó quá 2A phát là nó ngắt rồi. Có thể bạn kia đấu nhầm chập cháy như nào đấy làm nó bị chết cái con cầu chì đầu ra nhé. Xong rồi bạn nên đấu dây đồng vào sẽ làm chết con này trở cảm biến dòng. Và có một lưu ý nhỏ muốn nói thêm với các bạn là ở chân này là chạy về đây là chân mát của ắc quy chạy về chân mát của mạch ấy. Thì người ta thiết kế ba đường mạch song song nhau này, 1, 2, 3. Thì lúc đầu người ta chỉ sử dụng một đường mạch thôi. Và người ta để dự phòng hai đường mạch ở đây. Khi nó bị lỗ mất đường mạch này, nó coi như một đường cầu chì bị đứt. Thì chúng ta hàn thiết vào cái đường mạch bên cạnh nhé. Ta sẽ có một cầu chì thứ hai và cầu chì thứ ba. Cái mạch này sẽ cho phép lỗ hai lần nữa là vẫn còn cầu chì, còn không thì ta phải câu ngoài nhé. Và mình không rõ giá trị nó bao nhiêu nhưng mà dòng 2A nó ngắt thì cầu chì chắc tầm 3-4A thôi. Khi nó bị đứt cái cảm biến dòng này này thì cái tín hiệu cảm biến dòng này bình thường nó ghim xuống một bức đất nhé. Còn khi đứt cảm biến dòng này thì cái đường cảm biến dòng nó không được ghim xuống đất nữa. Nó sẽ làm cho các bộ khuếch đại thuật toán này nó hiểu sai trạng thái nhé. Bình thường cảm biến dòng nó phải là một mức gần về không. Nhưng khi nó bị mất rồi thì nó ở trạng thái tự do lơ lửng. Và nó sẽ làm cho cái hiện tượng là nhấp nháy cái đèn đỏ ấy nhé. Nó sẽ đưa về phần hồi tiếp lỗi này. Hồi tiếp lỗi thì nó sẽ làm điện áp ra đầu ra phần thứ cấp lỗi, làm nhấp nháy như lúc nãy. Video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.